Đi làm vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 hưởng lương như thế nào? Người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng tiền lương ở mức 300% so với ngày làm việc bình thường. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm vào những ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì sẽ được nhận mức lương như thế nào? Trả lời về vấn đề này, luật sư Lê Văn Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong những ngày lễ Tết là Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngày Quốc tế Lao động, ngày Quốc khánh. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, cũng theo quy định tại khoản 1 điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi làm vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được tính tiền làm thêm giờ bằng ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày có nghỉ hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Căn cứ điều 55 nghị định số 145 năm 2020 thì số tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ bằng số tiền lương hưởng ngày làm việc bình thường nhân với 300% số giờ làm thêm. Như vậy, trong các đợt nghỉ lễ tháng 4 này, người lao động khi làm việc sẽ được hưởng 300% lương so với ngày làm việc bình thường, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.